Thần tài gọi tên, đúng năm 2024, tuổi Tân Sửu 1961, nữ mạng, đón cơn mưa tiền tỷ, bội thu tài lộc khủng, làm gì cũng đỏ hơn son, đổi vận giàu sang chỉ trong gang tấc, nếu như biết được cơ mệnh này. Quý vị thân mến, chúng ta chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống, mỗi chúng ta chỉ sống có một lần, còn thời gian thì lại giống như một mũi tên, đã phóng đi thì không thể nào quay lại được. Vì vậy chúng ta hãy biết trân trọng cuộc sống hàng ngày, để không sống phí. Mỗi con người đều có một niềm khao khát riêng, một hướng đi riêng, nên có cách trân trọng cuộc sống khác nhau. Có người hướng tới những điều lớn lao, nhưng có người thì lại khao khát một cuộc sống bình dị, giản đơn. Thế nhưng muốn để đạt được những điều viên mãn, hạnh phúc đó, thì ai cũng sẽ phải trải qua những khó khăn, những sai lầm của cuộc sống. Bên cạnh sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, thì quý bạn cũng nên quan tâm về những lời luận giải về lá số tử vi của mình trong tương lai, như một chiếc phao cứu sinh để tinh thần của mình được vững tâm hơn và có định hướng tốt nhất cho tương lai phía trước của mình. Để hiểu rõ được những mong muốn đó, mới đây nhất các bậc thầy tử vi đã bất ngờ gọi tên nữ mạng tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, khi bước sang năm 2024, nhận được lộc của thần tài, mà phất lên đổi vận, trả sạch nợ nần chồng chất, từ ngày này đến tháng kia, làm gì cũng đỏ hơn son, vừa lòng thuận ý, sống giàu sang an nhàn, không phải lo nghĩ gì cả. Vậy trong năm Giáp Thìn tới đây, những cơ may rực rỡ họ nhận được là gì thì hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi nội dung chi tiết. Trong số 12 con giáp, Châu là con vật đứng ở vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Theo lịch âm phương Đông, 1961 là năm Tân Sửu, có nghĩa là người sinh ra vào năm 1961, cầm tinh con Châu trong số 12 con giáp của lịch ngày. Chính là bởi mang trong mình tuổi Sửu, người đẻ vào năm 1961, thường mang trong mình nhiều đức tính tốt đẹp của con Châu. Tân Sửu 1961 hay còn được gọi là lộ đầu chi ngưu, tức Châu ở trên đường, năm sinh dương lịch, từ 15 tháng 2 năm 1961 đến mùng 4 tháng 2 năm 1962. Năm sinh âm lịch, Tân Sửu, Thiên Can, Tân, Tương Hợp, Bính, Tương Hình, Ất, Đinh, Địa Chi, Sửu, Tam Hợp, Tị Dậu Sửu, Tứ Hành Xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, Mệnh Thổ, Bích Thượng Thổ, Đất Tò Vò, Tương Sinh, Kim, Hỏa, Tương Khắc, Thủy, Mộc, Mạng Bích Thượng Thổ, Đất Trên Vách, Khắc Thiên Thượng Thủy, Con Nhà Huỳnh Đế, Phú Quý, Xương Con Châu, Tướng Tinh Con Đười Ươi, Ông Quan Đế Độ Mạng. Tân Sửu, với nạp âm hành thổ, do can Tân Kim ghép với chi Sửu Thổ, chi sinh nhập can, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi đời gặp nhiều may mắn, ít gặp trở ngại, dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại, cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ để vượt qua dễ dàng. Tân Sửu có đầy đủ hai tính chất của can Tân, mềm mỏng trầm lặng, cương nhu tùy lúc và chi Sửu thuộc chòm sao Nam Dương, nằm ở phía đông bắc hoàng đạo, tính bảo thủ, kiên trì, giản dị, thông minh, nhạy cảm, mẫu người trung hậu, thủ tín, cẩn thận trước mọi vấn đề nên hành động đôi khi chậm chạp. Nữ mạng Tân Sửu gặp nhiều hay đẹp trong chuyện tình cảm, ở và tiền vận cuộc sống có nhiều vất vả khó khăn, sang tiếng Trung vận sẽ dễ dàng hơn. Gia đạo sự nghiệp phải trải qua không ít lần đổ vỡ mới được vẹn toàn, đến hậu vận sẽ được sung sướng, thảnh thơi. Người tính khí ôn hòa, y lộc dồi dào, tuổi trẻ nhiều khó khăn, dồi dào phúc thọ, tiền của hưng vượng, người tuổi này làm mẫu người khẳng khái, trầm tĩnh, thường là người hiền lành, thích ở trong nhà. Về phương diện tình cảm thì lại thích sự ổn định, trong mạng nếu có nhiều cát tinh, phần lớn học cao hiểu rộng, nhưng thích phôi lưu mạo hiểm thông minh, văn võ hiển đạt, thường dựa vào học vấn của mình mà làm nên sự nghiệp, rạng rỡ tông môn, được quý nhân phù trợ có thể giàu sang và nổi tiếng. Tân Sửu làm mệnh sống trọng về nội tâm, bề ngoài biểu hiện sự bình hòa, nhưng trong lại là thế giới cảm xúc phong phú, chứa một trái tim nóng bỏng, tuy nhiên họ hay giấu sự nhiệt thành này xuống đáy lòng, ít khi bộc lộ ra những suy nghĩ thật của mình. Đáng tiếc rằng Tân Sửu tuy sống tình cảm nhưng rất hay bị hiểu nhầm vì không phải là người giỏi bộc lộ sự chân tâm ra phía bên ngoài. Họ cực kỳ quan tâm đến những người xung quanh mình, luôn muốn những điều tốt đẹp đến với họ nhưng không mấy khi Tân Sửu nói ra. Tân Sửu mang mệnh thổ, tuổi này số cùng với mạng lắm lần khắt khe, vận thời đời đổi ngã nghiêng, nhiều phen lận đận lắm lần gian nan. Nếu sinh mùa hạ thời nay, thanh nhàn thong thả ít ai dám bì, số này chết hụt nhiều khi, nhờ ơn trời Phật không thì mạng vong, anh em cha mẹ hai lòng. Nếu không chồng vợ lòng dòng đôi ba, nếu không thay vợ đổi nhà, cuộc đời hứng chịu vui buồn chiều mai, cho hay số phận thiên tài, tu nhân tích đức phước nhờ mai sau.
Sau đây là chi tiết tử vi năm 2024 của nữ mạng Tân Sửu, sinh năm 1961, theo can chi, ngũ hành, cung phi, sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên và tuổi âm. Xem tử vi Tân Sửu nữ mạng năm 2024, thấy rằng vận mệnh người tuổi này khá bình thường. Mọi việc trong nhà của nữ Tân Sửu năm 2024 sẽ có nhiều sự thay đổi so với năm ngoái. Tuy nhiên, sức khỏe của nữ 1961 trong năm 2024 không được tốt do tuổi tác đã cao, đặc biệt cần lưu ý đến bệnh về tuổi già và huyết áp không được tốt. Dưới đây là một số phần luận giải chi tiết, mời quý nữ tuổi Tân Sửu cùng đón xem. 1. Tuổi tử vi Tân Sửu 1961, nữ mạng theo can chi, ngũ hành. Về thiên can. Luận tử vi 1961 năm 2024 nữ mạng cho biết, thiên can Tân, ngũ hành kim của tuổi, gặp thiên can Giáp Ngũ, hành mộc của năm Giáp Thìn, quan hệ bình hòa, công việc của chủ mệnh trong năm khó được khởi sắc như mong muốn. Đây cũng là năm không nên có sự thay đổi về công việc kinh doanh làm ăn, bên cạnh đó thì do ngũ hành của thiên can là kim, khắc với ngũ hành mộc của can Giáp, nên bản mệnh chủ về bị hao tổn, nhất là sức khỏe kém đi, ngoài ra thì chủ mệnh cần chú ý năm này có chuyện buồn phiền đưa tới trong gia đạo. Về địa chi. Địa chi tuổi là Sửu, địa chi năm là Thìn, có mối quan hệ tứ hành xung trong năm Giáp Thìn, người tuổi Sửu có thể gặp phải chuyện thị phi đưa tới trong cuộc sống cũng như trong công việc. Xem tử vi tuổi Tân Sửu 1961 năm 2024 nữ mạng thấy, việc làm ăn kinh doanh khó có được thuận lợi, nhiều điều trở ngại đưa tới, khiến cho bản thân không dễ dàng đạt được thành công như kỳ vọng. Việc đi lại xe cộ trong năm Giáp Thìn đối với người tuổi này cũng cần phải cẩn thận, ngoài ra bản thân cũng cần lưu ý về chuyện phiền muộn đưa tới. Về ngũ hành. Người sinh năm này thuộc hành thổ, gặp năm 2024 ngũ hành hỏa, thể hiện về quan hệ giữa bản mệnh và năm thìn là tương sinh, rất tốt. Tử vi 2024 tuổi Tân Sửu nữ mạng cho hay, người bản mệnh thổ có cuộc sống tiến triển thuận lợi và có tin vui về cuộc sống. Danh vọng mưu cầu trong năm này được lợi, đầu tư xuất tiền cho việc làm ăn kinh doanh, sẽ đạt được kết quả như kỳ vọng. Trong năm với dự định xuất hành đi xa thì nên thực hiện, người tuổi này có được sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc xuôi thuận như ý. Về cung phi. Cung phi tuổi này là Chấn, thuộc hành mộc, gặp năm Giáp Thìn năm 2024, cung phi Chấn, thuộc hành mộc, chủ về phục vị. Tử vi Tân Sửu nữ mạng 2024 dự đoán năm này có cung phi Chấn nên không thay đổi được việc gì, bởi những thay đổi trong năm khó đạt được kết quả như ý muốn, kinh doanh làm ăn cơ bản duy trì như trước, không có biến đổi. Tình cảm và các phương diện tiền bạc cũng thường, vì hành mộc thuộc ngũ hành cung phi tuổi này với 5 năm Giáp Thìn, gặp bình hòa. Xem tử vi 2024, tuổi Tân Sửu nữ mạng theo sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024, là sao kế đô, theo quan điểm phong thủy của người xưa, sao kế đô chiếu mạng dễ gây ra nhiều sóng gió, thị phi, lao đao trong chuyện tình cảm. Sức khỏe và tiền bạc dễ sinh ra buồn sầu, chán nản, chuyện tình duyên lận đận. Tuy nhiên, nếu nữ giới đang có thai mà gặp sao kế đô thì ngược lại, được nhiều may mắn và vượng phu ích tử. Hoặc năm có sao kế đô chiếu mạng mà đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán ở bên ngoài thì cũng thu được nhiều lợi ích giá trị, con đường sự nghiệp hanh thông, cát lợi. Thực tế hàng năm, mỗi người đều có một sao chiếu mệnh, do vậy mệnh chủ gặp sao kế đô cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần biết cách hóa giải vận hạn. Đương nhiên sẽ chiêu các kỵ hung. Hung tính kế đô chủ về bệnh tật, tai họa, người âm phá rối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Nhìn chung, sao kế đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ nặng hơn, tinh thần thường bất ổn, hay buồn phiền, chán nản, gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông. Nam giới gặp sao này phải đi xa mới có tiền bạc, còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương, bị nữ giới hại. Nữ giới gặp sao kế đô, khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp chuyện không vui, nhưng nếu mang bầu, mang thai mà gặp sao kế đô thì ngược lại, dữ sẽ hóa lành. Bởi theo quan niệm của người xưa là phụ nữ có bầu bị sao kế đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng xấu, mà trái lại còn tốt cho cả chồng và thai nhi trong bụng. Kế đô tọa mệnh thì ví như là vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung, cuối năm đại cát. Thế nên gia chủ cứ hy vọng mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao kế đô như sau. Kế đô chiếu mệnh năm nay, tháng 3 tháng 9 bi ai khóc ròng,
đàn bà vận mệnh long đong, ốm đau tăng chế nặng trong năm này, đàn ông tuy nhẹ cũng lây như nàng, phúc lớn qua khỏi được an. Không thì tai họa vượng mang có ngày, phòng người làm vấp sủi may, thi ân bố đức thẳng ngay nhẹ nhàng, tham tài dục lợi bất an, thương người phải nhớ chớ than chớ phiền. 3. Xem tử vi 2024, Tân Sửu nữ mạng, theo vận hạn. Hạn của tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024 là hạn thiên tinh. Nhắc tới hạn thiên tinh là nhắc tới vấn đề sức khỏe, tình trạng tiêu hóa. Gặp hạn thiên tinh cần chú ý tới việc ăn uống để phòng bị ngộ độc, không nên ăn hàng quán kém chất lượng, kém vệ sinh, tuyệt đối không tắm khuya, nguy cơ bị cảm, nguy cơ tính mạng rất cao. Nếu phụ nữ có thai thì cần phải kiêng cữ trong ăn uống, không nên vận động mạnh, tránh leo trèo gây nguy hiểm cho tính mạng cả mẹ và bé. Hạn thiên tinh tốt hay xấu? Nói về hạn thiên tinh, ông cha ta có câu thơ sau: thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Hạn thiên tinh liên quan trực tiếp tới vấn đề sức khỏe, thị phi, kiện cáo, có nghĩa thiên tinh là hạn xấu, chủ về sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đường ruột, tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Ngoài ra, hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo, thị phi, phụ nữ bị nặng hơn so với nam giới. Sức khỏe. Vấn đề sức khỏe của phụ nữ khi gặp hạn thiên tinh khá là nặng, sức khỏe yếu đi, mắc bệnh về tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém, nếu nhẹ thì có thể bị đau bụng, đi ngoài, nặng hơn thì ngộ độc tới mức nguy hiểm tính mạng. Nếu là phụ nữ mang thai, có nguy cơ té ngã hoặc sẽ bị sinh non, thiếu tháng. Kiện cáo. Người gặp hạn thiên tinh dính dáng tới những cái vã, xích mích và kiện tụng, thậm chí là rơi vào vòng lao lý, làm ăn không chính đáng, dẫn tới tù tội, hoặc bị người khác vu oan giá họa, tai bay vạ gió và rơi vào chốn ngục tù, kiện tụng thì chẳng thắng, chỉ thấy thua, chịu tai tiếng, nặng hơn thì chịu án phạt. Nhiều áp lực khi tai họa, khiến cho tinh thần không thoải mái và bất an, buồn sầu và mệt mỏi, cuộc sống gia đình vì thế mà bất hòa, không hạnh phúc, dẫn tới ly hôn. Cách giải hạn thiên tinh. Mỗi năm chúng ta sẽ gặp một niên hạn khác nhau, mỗi niên hạn đều mang đến những điềm báo và tai ương riêng. Riêng với hạn thiên tinh thường mang đến những đánh dấu về hệ tiêu hóa và kiện tụng. Việc tìm cách hóa giải thiên tinh không thể xóa bỏ ngăn điều xấu xảy ra, mà giúp chủ mệnh hạn chế được những tai ương đem tới đen đủi xảy ra trong năm. Dưới đây là một số phương pháp đơn giản hóa giải hạn này, bạn hãy tham khảo xem sao nhé. Sức khỏe. Những ai gặp sao thiên tinh, đặc biệt là phụ nữ cần lưu ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch, tránh xảy ra ngộ độc. Dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng, tiêu chảy, tệ hơn làm ngộ độc thực phẩm. Phụ nữ mang thai cần phải cẩn thận khi đi lại, không ăn những món nhiều dầu mỡ hay thức ăn đông lạnh, nếu không may sẽ dễ mắc bệnh rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày và thắt ruột. Kiện tụng. Những ai gặp hạn thiên tinh, trong làm ăn cần phải cẩn thận và tính toán kỹ lưỡng, không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào pháp luật, luôn giữ bình tĩnh và tránh xung đột khi xảy ra. Bên cạnh đó thì cần tu tâm dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, đi chùa cầu bình an, gia đạo và hạnh phúc. Đặc biệt bạn nên có chế độ rèn luyện nhằm nâng cao sức đề kháng. 4. Xem tử vi năm 2024, Tân Sửu nữ mạng, theo vận niên. Năm 2024 tuổi Tân Sửu nữ mạng, gặp vận niên, cẩu cuồng phong. Vận niên cẩu cuồng phong có hình tượng là chó bị trúng gió độc, đây là vận niên không được may mắn và sức khỏe trong năm cũng không được tốt. Tuy nhiên theo nữ tử vi Tân Sửu năm 2024, chủ mệnh có thể chuyển bại thành thắng không quá khó khăn. Nếu luôn khéo léo chờ đợi và biết nắm bắt thời cơ, những yếu tố thiên về may rủi trong công việc năm này không nên mạo hiểm, hạn chế xuất những khoản tiền cho kinh doanh, tốt nhất là chờ thời, cẩn thận bản thân, luôn cần giữ mình và tránh những chuyện gây ra đố kỵ. 5. Xem tử vi năm 2024, tuổi Tân Sửu nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Năm 2024 Giáp Thìn, gia chủ 1961 Tân Sửu sẽ không phạm phải đại kỵ tam tai, kim lâu năm 2024. Năm 2024 Giáp Thìn, gia chủ 1961 Tân Sửu, tuổi 64, tuổi mụ, theo cách tính này, gia chủ sẽ phạm phải kim lâu thân, kỵ thân, gây tai họa cho chính bản thân mình. Nếu tai họa ập xuống thì mình sẽ là người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Hoàng ốc năm 2024. Năm 2024, tuổi của bạn là tứ tấn tài, không phạm phải hoang ốc, làm nhà tuổi này sẽ gặp nhiều phúc lộc. Thái tuế năm 2024. Tân Sửu 1961, năm Giáp Thìn 2024.
sẽ phạm phá thái tuế. Phá thái tuế, năm hạn thái tuế và tuổi cầm tinh, đại diện cho năm đó về công việc bị tiểu nhân ngán trở, gây mất tiền tài, phá sản. Cách hóa giải hạn phá thái tuế, cần phải cẩn thận hết sức trong giao dịch làm ăn và bạn bè, đối tác, cần phải xem xét kỹ lưỡng, đặc biệt đầu tư hồn vốn, cần phải xem xét kỹ lưỡng, không nên gây thù chuốc oán với ai. Trong chuyện tình cảm, nên hết sức kín đáo và cẩn thận, nhường nhịn. Năm phạm thái tuế không nên làm gì, hạn chế đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là bởi vì trong năm vận trình một năm không hẳn lúc nào người phạm thái tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành tức khắc sinh ra, nếu tham quá nhiều các chuyện xui xẻo, giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng, ví dụ như đưa đám ma, thì nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không đến nơi hoang vu hẻo lánh, vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm thái tuế. Không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt, nếu không những có chuyện biến động hoặc là biến hóa không lường trước được. Mình nên nhẫn nại hoặc là không nên tham gia. Thiên thời địa lợi nhân hòa, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào phạm thái tuế, tối kỵ bốc đồng. Sốc nổi, đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ cho người quen biết hay giúp các bạn đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải nhiều phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Tử vi năm 2024, tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng, có hạn trạch tuổi không? Theo hệ thống cửu trạch vận niên, thì gia chủ Tân Sửu 1961, năm Giáp Thìn 2024 là trạch phúc, là một trong bốn trạch tốt gồm trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc. Trạch phúc là tốt, bởi vậy gia chủ 1961 nên mua, xây cất hoặc sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2024 này. Người xưa có câu thơ rằng, làm nhà cửu trạch vận tường niên, phúc đức bảo lộc phú thọ yên. Nếu gặp phải ư, khóc, quỷ, tử, chắc là sát với chủ thể hiện, nghĩa là làm nhà cần chú ý trạch từng năm, có trạch tốt nhất là phúc, đức, bảo, lộc, các trạch xấu là bại, ư, khóc, quỷ tử thì trừ ra. Tóm lại, năm 2024, gia chủ sinh năm 1961, gặp trạch phúc thì mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Tiếp theo là đánh giá vận trình tử vi nữ mạng tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, năm 2024 trên các phương diện. Về mặt sự nghiệp, tử vi Tân Sửu 2024 chịu ảnh hưởng của cục diện tương hình, đường công danh sự nghiệp vẫn còn nhiều chông gai và thử thách. Lúc này rất cần sự bình tâm bền trí của bản mệnh nên mới mong chiến thắng được số phận. Đây cũng là năm nhiều vấn đề bất lợi ập tới, khiến cho bản mệnh phải đối diện với nhiều rắc rối khó xoay sở trong một sớm một chiều. Để có thể thay đổi vận mệnh, cần chủ động nắm bắt cơ hội tích cực, vận động trong khó khăn thì nhất định sẽ có thể tìm được ánh sáng nơi tăm tối. Công việc có nhiều sự ngăn trở mà con giáp này khó xử nên mọi việc không thể phát triển thêm. Nếu nhìn một cách khách quan, vẫn có thể nhìn ra vài điểm sáng so đầu năm 2023 trước đó, nhưng chưa thực sự rõ ràng, vẫn cần bản mệnh về cố gắng và kiên trì bền bỉ. Khi có vấn đề xảy ra, hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ vấn đề thay vì tạm thời bỏ qua. Nếu không, lỗi sai lặp đi lặp lại, khiến cho bạn dù cố nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ hoài vì công sức mà thôi. Năm nay còn cho thấy, có họa tiểu nhân treo trên đầu, Tân Sửu dễ hãm hại hoặc là vướng phải hỏa kiện tụng thị phi. Điều tiếng đủ vấn đề, môi trường công sở vốn phức tạp, cần phải chú ý những chiêu trò mờ ám của đối thủ. Thường ngày thì bạn nên cố gắng xây dựng mối quan hệ hài hòa với mọi người, vừa tốt cho công việc, vừa hạn chế những khúc mắc không đáng có. Tuy hung vận khá lớn, song sự chăm chỉ vốn có sẽ giúp thành tích công việc của bạn dần dần được nâng cao. Chính ấn cho thấy, trong năm bạn cũng nên tích lũy kiến thức, chuẩn bị cho sự đột phá về sau này. Về mặt tài lộc, tiếp nối tử vi Tân Sửu 2023, sang năm 2024, việc kiếm tiền của đương số vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗ lực trăn trở, thậm chí tất cả với những cạm bẫy về tiền bạc. Cục diện tương hình cảnh báo, cạnh tranh có xu hướng tăng lên rõ rệt, nhất là những người làm kinh doanh buôn bán sẽ vấp phải không ít chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận cũng dễ hao hụt, khó đạt mức như kỳ vọng, tài vận chưa thật sự ổn định. Lại thêm hung tinh kiếp tài,
chủ về hao tài xung chiếu, nhắc nhở người cầm tinh con trâu, đề phòng mất tiền mất của, đầu tư kinh doanh trong năm nên tính toán thật thận trọng, kẻo sai một ly đi một dặm. Với người làm công ăn lương, công việc trì trệ có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn, hơn nữa có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình, nên bạn còn có thể bỏ tiền túi ra để đền bù thiệt hại. Đã đến lúc Tân Sửu gần chậm lại một chút để có thể suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan đến công việc và thu nhập hiện tại. Ngoài ra hung tinh cũng gây tiêu hao tiền bạc, bạn nên chi tiêu hợp lý và hạn chế mua sắm hay cho vay mượn không đúng mục đích. Để tránh khiến cho tiền của hao hụt càng nhiều, hãy quản lý tốt túi tiền của mình trước khi có suy nghĩ giúp đỡ người khác. Về mặt tình cảm gia đạo, may mắn gặp được ngũ hành tương sinh với địa chi của năm 2024, lại có cả hai đại cát tinh là Hồng Loan và Thái Âm chiếu mệnh, đường tình duyên của tuổi Tân Sửu đón nhiều tin tích cực, đào hoa khoe sắc, đem đến nhiều tác động có lợi cho người độc thân, cơ hội để chấm dứt tình trạng độc thân đã tới. Nếu bạn chủ động nắm bắt thì không lo sẽ không có người đồng hành trên chặng đường đời phía trước. Tuy nhiên, bạn cũng nên rõ ràng trong vấn đề tình cảm, tránh những hành động mập mờ, dễ gây hiểu lầm, đặc biệt là không nên đứng núi này trông núi nọ hay qua lại với nhiều người khác cùng một thời điểm. Đào hoa vượng đem tới nhiều mối nhân duyên, giúp bạn được nhiều người theo đuổi và cũng có cảm tình với nhiều người. Song nếu không hành xử chuẩn mực, gặp rắc rối có thể chính là bạn. Các cặp đôi cũng tháo gỡ được nhiều điểm hiểu lầm không đáng, đôi bên trở thành điểm tựa tinh thần, hỗ trợ cho nhau nhiều trong cuộc sống. Những điều này giúp mối quan hệ thêm ngọt ngào, vợ chồng đồng lòng, cha mẹ và con cái có tiếng nói chung, góp phần giúp gia đạo êm ấm. Những niềm vui đến từ tinh thần phần nào cũng giúp bản mệnh giải tỏa áp lực về mặt cơm áo gạo tiền trong cuộc sống thường ngày. Hạnh phúc quả thực có thể tạo ra sức mạnh lớn lao để bạn dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn. Về mặt sức khỏe, tử vi năm 2024 nhận định hung vận trong năm khá lớn, nhắc nhở tuổi Tân Sửu cần phải đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình. Trạng thái tinh thần có phần sa sút do áp lực công việc và những lo toan trong cuộc sống. Tân Sửu nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đừng để nghĩ ngợi quá nhiều, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe thường ngày, nên điều tiết tâm lý, tránh những kích thích không cần thiết. Bạn nên tư duy theo chiều hướng tích cực hơn, khi đó thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nếu có ý định tập luyện nâng cao thể trạng, thì hãy nên chọn cường độ thích hợp, tránh các hoạt động quá sức. Bản mệnh cần tập vừa phải đều đặn, quan trọng là duy trì thói quen mỗi ngày để cơ thể được hoạt động trong điều kiện phù hợp là được. Năm 2024 này, việc xuất hành đi xa cần được tính toán thận trọng. Nếu có thể tránh thì tốt nhất nên tạm gác lại các kế hoạch di chuyển. Còn nếu là việc không thể thay đổi thì bạn nên giữ an toàn cho bản thân. Đặc biệt, bạn được cảnh báo nên kỵ sông kỵ nước, tránh hạn chế đến vùng sông nước để bảo vệ bản thân. Những quyết định quan trọng như kết hôn, làm nhà đều cần phải xem ngày đẹp tháng lành trước khi tiến hành để tránh vận hạn khiến mọi chuyện xui đổ bể gặp xui xẻo. Dưới đây là dự đoán tử vi từng tháng âm lịch trong năm 2024 của tuổi Tân Sửu 1961, nữ mạng. Tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng mở đầu năm, tâm tính của người tuổi Tân Sửu có phần hỗn loạn, dễ sinh sự phản kháng, cực đoan, không thích bị kiểm soát. Thời điểm này nếu không chú ý ngôn từ và hành động, bạn có thể làm mất lòng lãnh đạo hoặc hình thành mâu thuẫn với đồng nghiệp chỉ vì sự thẳng tính quá mức cần thiết của mình. Tuy nhiên, tháng này lại rất tốt cho việc lập kế hoạch, phát triển năng lực cá nhân, nhưng bản mệnh vẫn cần phải phấn đấu để có thể có thêm cơ hội thay vì chỉ dựa dẫm vào người khác. Ngoài ra trong tháng này bạn cũng nên đề phòng thương tật, đau ốm, nhất là các bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày. Tử vi tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm tuổi Tân Sửu được cho là có xu hướng suy nghĩ chủ quan và chảnh mảng hơn, cũng vì thế mà dễ gây ra những sai lầm vốn không đáng xảy ra. Hơn nữa thái độ buông thả của bản mệnh cũng có thể khiến cho người khác có một cái nhìn không tốt về bạn. Sức khỏe có dấu hiệu suy giảm thể trạng, nên đặc biệt chú ý từ các vấn đề về gan, túi mật hoặc là suy giảm chức năng thận. Tử vi tháng 3 âm lịch. Vận khí có chiều hướng tăng tiến ở tháng là cơ hội thích hợp cho Tân Sửu xúc tiến các dự án hợp tác, đặc biệt về lĩnh vực bất động sản của mình. Nếu biết nắm bắt cơ hội kịp thời, không khó để bạn thu về các khoản lợi nhuận khả quan. Nhìn chung, tài vận sẽ có nhiều biến động, chủ yếu theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, bạn vẫn nên quản lý chi tiêu thông minh hơn, mua sắm cần có lý do chính đáng, tránh vì yêu thích nhất thời mà vung tay quá chán. Tử vi tháng 4 âm lịch 2024.
Người tuổi Tân Sửu sẽ có một số cơ hội về tài lộc trong tháng này, tuy nhiên khả năng nắm bắt cơ hội của bản mệnh không được nhanh nhạy lắm. Đôi khi còn vì vài sự chần chừ do dự mà bạn dễ đánh mất những lợi thế vốn có thuộc về mình. Tử vi tháng 5 âm lịch. Vận may về sự nghiệp sẽ tới với Tân Sửu trong tháng 5 này, con giáp này sẽ lọt được vào mắt xanh của cấp trên. Nhờ những nỗ lực bền bỉ trong khả năng xoay sở tình huống của mình, thậm chí có cơ hội được thăng chức. Tuy nhiên, tháng này xui rủi về tài chính không nhỏ, không thích hợp tham gia đầu tư sinh lời cao, lại càng không thích hợp dấn thân vào các dự án mạo hiểm, nếu không sẽ dễ dẫn đến những rủi ro không đáng, rất dễ tự chuốc họa vào thân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024. Trái ngược với tháng trước, đây sẽ là một tháng Tân Sửu gặp phải nhiều áp lực trong sự nghiệp, thậm chí có người phải đối mặt với những sự chèn ép từ bộ phận quản lý hoặc đồng nghiệp xấu bụng. Tháng này vận khí bất ổn, không thích hợp để Tân Sửu tham gia đầu tư mạo hiểm, dự án bất động sản, càng nên tĩnh thay vì động, kẻo sôi hỏng bỏng không, nỗ lực bấy lâu thành công cốc. Tử vi tháng 7 âm lịch. Bước sang tháng 7 năm 2024, Tân Sửu có nhiều tin vui đến từ phương diện tài lộc, có lợi trong việc hợp tác, đầu tư dự án kinh doanh, công việc nhìn chung có sự thuận lợi hơn. Cũng có người nhanh chóng nắm bắt cơ hội, có thể đề bạt thăng tiến, tiến cử, các chế độ phúc lợi đãi ngộ có thể được cải thiện nếu bạn có các chứng chỉ chuyên môn. Tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 năm 2024 này, Tân Sửu đón những cơ hội nhất định về phương diện sự nghiệp. Bạn càng chăm chỉ và tự giác thể hiện được trách nhiệm của mình thì càng dễ dàng nhận được sự quan tâm của quý nhân. Sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, đặc biệt là vấn đề về tiêu hóa. Một vài triệu chứng khó chịu như ăn uống khó tiêu, kém ngon, đau bụng nhắc nhở bản mệnh nên chú ý thành phần dinh dưỡng nạp vào cơ thể. Nếu nhà có trẻ nhỏ thì bạn cũng nên đề phòng trẻ có thể bị thương do đùa nghịch hiếu động. Tử vi tháng 9 âm lịch 2024. Người tuổi Tân Sửu có ít cơ hội phát triển sự nghiệp trong tháng này, đã vậy bạn còn vấp phải nhiều sự cạnh tranh đến từ đối thủ, những hành động sốc nổi, có khiến cho bạn từ trước lấy phiền phức, dù có vấn đề gì xảy ra, hãy cố gắng giữ một cái đầu lạnh để có thể suy nghĩ mọi chuyện thật thấu đáo. Đặc biệt, bạn tránh can thiệp vào thị phi hay chia bài kết phái trong tháng này. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng này người tuổi Tân Sửu cần có sự chủ động và mạnh dạn hơn trong mọi việc. Bạn càng xông xáo sẽ càng dễ giành được phần thắng về mình, nhất là trong các cuộc cạnh tranh. Con giáp này cũng có thể được anh em, bạn bè giới thiệu cho một số dự án hợp tác phù hợp. Điều đó cũng giúp cho bạn có tâm lý vững vàng trong tháng này và đạt được nhiều bước tiến khả quan. Vấn đề chi tiêu trong tháng có dấu hiệu tăng lên, đa phần do các mục đích sinh hoạt, hiếu hỏi, bạn cần phân chia tài chính thành các khoản để chi tiêu dễ dàng hơn. Tử vi tháng 11 âm lịch 2024. Vấn đề sức khỏe của Tân Sửu trong tháng không mấy khả quan, chủ là các vấn đề liên quan tới gan tối mật, suy giảm chức năng thận, ảnh hưởng tới sinh hoạt và công việc thường ngày. Trạng thái tinh thần của Tân Sửu cũng dễ trở nên nóng nảy hơn, chỉ một chút kích thích từ khách quan cũng có thể khiến cho bạn bùng nổ và gây hấn với người khác. Tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng cuối cùng của năm 2024, tuổi Tân Sửu đón những cơ hội rõ ràng về việc phát triển sự nghiệp cá nhân, kế hoạch được triển khai trơn tru hơn. Do đây cũng là tháng cuối năm nên khó tránh khỏi cảm giác vội vàng chạy nước rút, do đó bạn cũng nên về tính toán cẩn trọng, tránh nóng nảy mà hỏng việc. Một vài cơ hội hợp tác trong các dự án bất động sản sẽ xuất hiện, nhưng bạn sẽ cảm thấy không được thoải mái bởi những ràng buộc trong các điều khoản, đôi khi còn sinh ra cảm giác áp lực. Tổng kết tử vi Tân Sửu 1961, nữ mạng năm Giáp Thìn 2024 như sau. Năm 2024 sẽ không quá bất lợi nếu người tuổi Tân Sửu hành sự thận trọng, cơ hội tuy không nhiều nhưng không phải là không có, trong hung có cơ, trong hung tàng cát. Nếu biết chủ động nắm bắt thời cơ và kiên trì theo đuổi mục tiêu thì đương số sớm muộn cũng đạt được mục đích, thành công chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Dưới đây là cách hóa giải vận hạn xấu cho tuổi Tân Sửu năm 2024 trên từng phương diện. Về công việc, trong năm có thể hợp tác làm ăn với bạn bè, đối tác, tránh tự mình mở rộng, có thể gặp bất lợi về nguồn vốn lưu động và thủ tục pháp lý. Về tiền bạc, thận trọng với các giao dịch tài chính, hạn chế đầu tư mạo hiểm, thay vào đó là các khoản đầu tư dài hạn, ít rủi ro hơn. Về tình cảm trong năm hài hòa, với những ai muốn sinh con năm 2024 nên chăm chỉ đi lễ chùa cầu khấn, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn để giải tỏa căng thẳng về tinh thần. Về sức khỏe, năm 2024 đương số gặp khá nhiều vấn đề về sức khỏe,
cần thay đổi chế độ ăn uống, ít thịt động vật và nhiều rau củ quả, trái cây hơn. Để yên tâm về mặt tinh thần, trước những lo ngại tác động xấu từ cục diện phá thái tuế, người tuổi Tân Sửu nên chú trọng hơn đến việc tiến hành cúng sao giải hạn đầu năm, ngoài ra bản mệnh nên phát nguyện làm việc thiện. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, có thể thấy cùng là một câu nói, nhưng do nhận thức cảm nhận và tâm lý của mỗi người mà nó lại được hiểu theo một ý nghĩa khác. Ý thức khác nhau sẽ khiến cho con người suy nghĩ và hành động, dẫn đến kết quả khác nhau. Cũng giống như câu chuyện bên trên, hai người cùng nghe năm chữ vàng của thiền sư, chỉ là một bát cơm, nhưng lại có hai cách hiểu khác nhau. Hai lựa chọn cuộc đời khác nhau, không rời được dục vọng thì cả đời phiền não. Người không vừa lòng với hoàn cảnh tất nhiên sẽ nóng nảy muốn rời khỏi nơi khiến cho mình chịu khổ. Người biết nhẫn nại nghe xong tất nhiên sẽ tiếp tục ở lại chịu đựng, chờ đợi tới khi mình được hồi báo xứng đáng. Thực ra thì, cả hai thanh niên trong câu chuyện trên đều đã sớm có câu trả lời trong lòng mình. Một người đã không thể chịu đựng nổi nữa, một người thì vẫn cố gắng nằm gai nếm mật. Một câu nói của thiền sư tăng thêm lòng tin, sự kiên định cho hai người, vì vậy họ mới có hai lựa chọn khác nhau. Cuộc đời vốn không có thứ gì tốt tuyệt đối hay xấu tuyệt đối cả. Nếu như đã có lựa chọn của riêng mình rồi, hãy dũng cảm bước tiếp, đừng chỉ chờ đến khi có ai đó khích lệ thêm lòng tin của mình. Cũng như vị chuyên gia nông nghiệp và người quản lý ở trên, chính là một kiểu lựa chọn trong cuộc sống, không tồn tại cái nào cao, cái nào thấp, chỉ có ta muốn lựa chọn cái nào mà thôi, đời người ra sao, chẳng qua chỉ nằm ở một ý niệm, tự bản thân ta quyết định ý niệm đó là tốt nhất, không cần phải mượn tay người. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi năm 2024, tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, nữ mạng. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.